Vừa rồi thầy đã giảng cho các bạn xong lý thuyết của phần thế lăng đàn hồi và những cái chú ý cần quan trọng khi giải bài tập. Và để minh họa cho những cái lý thuyết đó, thầy cho chúng ta bắt đầu đi vào các ví dụ minh họa. Ví dụ đầu tiên, ví dụ 1. Chúng ta đọc đề. Hãy chọn đáp án sai. Khi một vật từ độ cao Z với cùng vận tốc ban đầu bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì A. Độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau. B. Thời gian rơi bằng nhau. C. Công của trọng lực bằng nhau. Và D. Gia tốc rơi bằng nhau. Có 4 đáp án này và đề bài yêu cầu là chọn đáp án sai. Các em chú ý nhé. Và như thầy đã giảng trong phần lý thuyết rồi thì các em biết rằng đó là gì? Biến thiên. Biến thiên ở đây ta chú ý này. Biến thiên động năng ở đây, biến thiên động năng ở đây, bài tập về động năng phần trước ấy, thì sẽ bằng công của trọng lực. Và công của trọng lực này sẽ bằng gì? Chỉ bằng thế năng của vật, đúng không? Chuyển từ độ cao xuống tới mặt đất. Ta chọn gốc thế năng là tại mặt đất đi, đúng nhỉ? Lúc này ta sẽ có, ta luôn có, đó là gì? 1 phần 2 MV2 bình trừ 1 phần 2 MV1 bình, cái này bằng công của trọng lực P. Công của trọng lực P và cái này thì các em phải nhớ là nó biến đổi từ độ cao H, từ độ cao Z, nhớ nhé, từ độ cao Z, độ cao Z xuống tới mặt đất. Độ cao Z xuống mặt đất thì lúc này cái này chính bằng thế lăng, tức là bằng MG nhân Z, đúng nhỉ? Với gốc thế lăng ở đây, các em chú ý, gốc thế lăng là tại mặt đất. Gốc thế lăng là tại mặt đất. Ok chưa? Thế thì lúc này em nhìn xem V1 đây, với V1 đây là một hằng số không đổi. Là một hằng số không đổi. Thế thì công của trọng lực này Z không đổi, M không đổi, G không đổi rồi. Thì lúc này công của trọng lực cũng không đổi. Từ đó suy ra V2 là không đổi. V2 là không đổi, độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau, chính xác. Công trọng lực bằng nhau, đúng nhỉ? Và gia tốc bằng nhau. Vậy đáp án sai ở đây, bài tập này chính là đáp án B. Rồi đặt câu hỏi tại sao thời gian rơi bằng nhau? Bởi vì thời gian rơi, nghĩ ra thêm vì thời gian rơi thì còn phụ thuộc vào quỹ đạo.